tôi ở Việt Nam vừa qua biết được ngài trùm của mình dân rất thương ông, dân rất đồng tình. Ngày đêm vất vả người chỉ lo cho việc làm cho nước mình. Tôi nhận được tin ngài trùm của mình vượt lên đứng đầu xa cách Harry. Tôi thấy lòng mừng vì trùm nắm giữ đã 4 năm qua nước Mỹ đi rất xa. Tôi mến phục một người như trùm, riêng tôi đây lòng thật là mến thương ông. Giúp ông trùm nè, hay bỏ phiếu cho trùm vì trùm sống vì đời. Lương của ngài trùm người đâu có nhận, mà trùm vẫn làm suy thức thâu đêm. Ông ấy được gì? Vì dân tất cả người sống cho ta, mọi người thương mến ông.
phiếu đi bầu. Bà con đều hăng hái, một tay một lá phiếu bầu trùm chữ cho ai. Bởi vì trùm của ta chăm lo đường biên giới, không có ai vượt qua. Tuy bốn năm đã qua, ngày trùm mong vẫn là được dặn thương dặn mến. Bao sóng gió bùa vây, ngày trùm vẫn đứng dậy, ngày trùm rất kiên cường. Ngày trùm thật may mắn, dù hai lần bị bắn mà ông vẫn không sao. Chắc là trên trời cao, ông trùm được che chở, để trùm không hề gì. Từ khi trùm bị bắn mà trông chẳng sao, từ xưa đến ngày nay chẳng thấy ai được may mắn như vậy. Người ơi, người có biết chúng ta được Phật trên chở che nhiều tên bắn vào ông? Thật may mắn ngày trùm vẫn an toàn. Hôm nay rất là vui vì cô bác xa gần đều nhận tay bỏ phiếu. Ông chú ở làng trên, bà cô dưới làng này cùng bỏ phiếu cho ngài. Vì trùm mình nằm dư ngoài giao và kinh tế, ngài trùm rất khôn ngoan. Chắc ngày mai chẳng xa, ông trùm ta sẽ thắng, chúc ông thêm nhiệm kỳ. Chúng mình nằm dưới ngoài giao
rất khôn ngoan. Chắc là mai chẳng xa ổng trùm ta sẽ thắng, chúc ông thêm nhiệm kỳ. Chắc là mai chẳng xa ổng trùm ta sẽ thắng, chúc ông thêm nhiệm kỳ. Nó bằng
ông trùm vắng bình an. Dân khắp nơi bây giờ đang lo lắng, chỉ ước là ông trùm được bình an. Mọi người thương ông trùm, nguyện cầu cho ông ta, mong ông nhiều sức khỏe thật nhiều. Từ lúc tôi biết đến 2020, tôi đã mến ngày trùm, vì người trùm quân tư nói là mình làm liền, cương quyết và khôn ngoan. Vậy là tôi xin chúc ông trùm nhiều sức khỏe, thêm nhiệm kỳ trùm mới. Vậy là tôi xin chúc